Các bạn đến với trường sát hạch, trung tâm sát hạch khu kinh tế Nhân Hội. Khu này là mới xây rộng sát hạch các loại bằng lái xe B1, B2, CG, FC cả 2 tuần sát hạch một lần. Rất là đông. Như vào ngày 12 tháng 1 là 461 người tham gia. Hình ảnh chúng ta đang thấy đó là đang sát hạch chiếc xe 01 B2 là xe 15 C. Đây xe là loại C. Bài đầu tiên là bài dốc cầu, 111 bài của thi sẽ hình dốc cầu lên đi. Rồi trước kia giờ thi cuối, bây giờ là thi đầu. Cái giấy toàn chưa, lỡ mà rớt dốc thì về luôn, khỏi làm mấy cái khác nhanh gọn. Số 1 xuất phát. Các dòng xe này mới hết nha, đời mới nên rất mạnh, côn mạnh. Hồi hộp nín thở, rê dốc, nếu qua được anh em thành công có được cao. Rồi xin số 1 đã qua được chấm. Xe số 11 bắt đầu xuất phát sát hạch giấy phép C. Anh xe tải à. Trong đoàn đón những chiếc xe khác cũng đang thực hiện. Chiếc số 1 chuẩn bị là thực hiện là ghép dọc vào nơi đổ dọc. Đang thực hiện bài số 2 dọc. Ở nơi sát hạch thì có rất là nhiều phương tiện và đi chung đường với nhau, nên ta cẩn thận, nhất là mấy cái đèn đỏ này để tránh chờ, chứ nếu qua lỡ qua rồi bên kia nữa thì cái con 17 giây này ta bị chậm, mà ở đèn đỏ là bị trừ 10 điểm. Cứ chờ an toàn trước, nhìn xe thoải mái mà đi. Trong vòng 18 phút làm không hết đâu. Xe số 1 đã hoàn thành được cái bài thứ 2 là bài ghép dọc. Tại nó đến là 3 phút. Giờ thực hiện bài số 3 đó là qua đèn xanh đèn đỏ. Cẩn thận đứng chờ ha, nếu vượt là bị trừ điểm, trừ 5 điểm. Nếu như chờ mà lâu hơn nữa, nếu như đã tính bài mà chờ lâu hơn nữa là rất trực tiếp đó nha, 30 giây là rất trực tiếp. Rồi xe số 1 bắt đầu hiện bài số 4 là bài qua bệt bánh xe. Qua bệt bánh xe tiếp đến tới qua đường hẹp vuông góc, rồi qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, rồi
tới đường vòng quanh co. Đường vòng quanh co xong, tiếp tục tới đèn giao thông rẽ trái gấp ngang, ngang xong trên dễ có tình huống khẩn cấp, rồi đến tăng tốc, tốc rồi dừng xe cho người dừng, dừng cho đèn ra xin lửa, dừng cho đi bộ, rồi tới đèn xanh đỏ rẽ phải về đích. Cho được ban đầu 100 điểm mà trừ quá hoạn luôn, hồi chút là trừ, hồi chút là trừ. Đạp anh liền, bấm liền mà sao nó lại kêu là bị lỗi miếng tự nhiên. Đây là anh bao nhiêu? 100 ngàn. Đậu một không? Không, thì đậu một ngàn. Nhưng mà ấy mình tôi là vô lý là nó vừa hú là giảm thánh. Không, vừa hú là chưa đâu, vừa hú là chưa giảm thánh mà chưa bật đâu. Không, giảm thánh là nhắn liền. Chưa. 3-4 giây xe một quốc. Nhắn nhanh quá hả? Dạ. Đấy, nó là nó qua hết rồi, tắt cuối cùng là biết đường nào nó cũng hú. Đúng rồi, nãy cũng bị vậy á. Số 1 tăng kết giảm. Thank you.
Tạm biệt Nhân Hậu, trực lái hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn Hoàng nhiều. Đây. Đi khí xe hết rồi. Tao qua nhiều cái rồi thấy đây áp lực thiệt nha. Dạ thôi chứ vậy sao thiệt Mà sao thi hai cái một lượt mà sao kỳ ta? Mua phản Lý Thuyết liên tục. Không biết ấy là nó chưa xuống chị, con Lý Thuyết mình biết còn mua phản mình chưa biết. Thầu làm nó có điểm liền mà. Có điểm là Lý Thuyết là đậu hết rồi đó. Không, mua phản cũng vậy chứ, bữa thi mua phản cũng vậy mà.